Vì tuổi đã cao, không rành công nghệ, nên khi đóng thuế nhà đất và bảo hiểm y tế, ông Trần Xuân Ngọc vẫn chưa đăng ký tài khoản định danh mức độ 2. Được hướng dẫn tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân phường, ông đã làm quen với ứng dụng để sau này có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà. Đúng là cái điện thoại nếu mà nó mạnh hơn, anh được cập nhật cái định danh cấp độ 2 á, thì là cái thao tác nó đơn giản rồi và tiện lợi cho người dân đây lắm. Thì có những cô chú lớn tuổi chưa có, nhiều khi người ta chưa có tiếp cận những cái công nghệ, người ta chưa có cài được cái định danh điện tử mức độ 2 thì cái bảo hiểm y tế nó sẽ không vô cái căn cước công dân, khi mà người ta không phải cầm những cái giấy tờ riêng lẻ ra nữa mà tất cả đều tích hợp lên trên cái VNID của người ta, nó có đầy đủ giấy tờ. Khi mà làm cái thủ tục hành chính thì mình cũng sử dụng cái phần mềm đó để mình dễ đăng ký cái. Thì Ủy ban phường đã từ đầu năm xây dựng các giải pháp để thực hiện, từ đó hướng dẫn và chỉ đạo cho các quản trị cán bộ công chức với mục tiêu là phục vụ nhân dân và doanh nghiệp là trên hết. Từ cái mục đích đó thì phường đề ra các giải pháp, thứ nhất là hỗ trợ người dân thực hiện các hồ sơ trực tuyến, rồi đồng thời thì song song đó cũng tuyên truyền cho nhân dân và đẩy mạnh trong tổ đề án 06 của phường xuống từng hộ dân để đẩy hồ sơ trực tuyến của phường lên ở tỷ lệ là trên 90%. Thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố, trong đó có nội dung trọng tâm là chuyển đổi số, đồng thời góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ trên địa bàn. Quận Gò Vấp đã cho ra mắt ứng dụng Zalo Mini App Quận Gò Vấp Smart trên nền tảng Zalo, một ứng dụng rất phổ biến với người dùng Việt. Khi thực hiện ứng dụng Quận Gò Vấp Smart thì sẽ tích hợp được các thông tin kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu hồ sơ văn bản, tra cứu văn bản pháp luật và có những cái tiện ích để thực hiện chuyển đổi số, thông tin đến nhân dân và từng bước nghiên cứu, tích hợp, truyền tải những thông tin cần thiết, giải đáp những thắc mắc của nhân dân liên quan đến điều hành chính quyền quận và địa phương. Khi trên nền tảng Zalo thì các thiết bị thông minh của người dân đều có thể dễ dàng cài đặt, và chỉ một ứng dụng thôi nhưng mà có thể biết nhiều tin hữu ích. Và trên nền tảng Zalo này cũng có tài khoản cá nhân cho người dân để sử dụng dịch vụ công trực tuyến và lưu trữ tài liệu để sử dụng lâu dài. Bằng những việc làm thiết thực nhất, với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ.